sinh viên và phụ huynh luôn có rất là nhiều băn khoăn khi lựa chọn nơi để tiếp tục học tập những cái chương trình cao hơn. Malaysia hiện đang là một trong những thị trường du học đóng và mạnh nhất hiện nay ở châu Á. So với các nước khác thì du học Malaysia có rất là nhiều lợi thế. Thì Tân Đại Dương, công ty du học hàng đầu tại Việt Nam với hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn và làm hồ sơ du học Malaysia, và đặc biệt chỉ có một địa chỉ duy nhất tại thành phố Hồ Chí Minh, xin giới thiệu cho các bạn những lý do mà học sinh nên chọn để đi du học Malaysia. Chất lượng giảng dạy cao đạt tiêu chuẩn quốc tế luôn được theo dõi gắt gao bởi Bộ Giáo dục thông qua các ủy ban thẩm tra chất lượng giáo dục và đạo luật, như đạo luật về giáo dục năm 1996, đạo luật về các cơ sở giáo dục bậc cao năm 1996 và đạo luật quy định chất lượng của các đơn vị tuyển sinh Malaysia năm 2007. Học phí thì rất là hợp lý và sự đa dạng trong việc lựa chọn các khóa học thì được rất là phổ biến. Thì các cái chương trình học các chương trình học 3+1 mang lại chất lượng giáo dục và bằng cấp cao từ các trường đại học của Anh, Hoa Kỳ, Úc, Canada, Đức, New Zealand và Pháp với cái chi phí là hợp lý. Thì chi nhánh của các trường đại học nước ngoài mở tại Malaysia tạo cơ hội cho sinh viên có được các cái chứng chỉ từ trường đại học yêu thích của họ tại một đất nước có chi phí sinh hoạt rẻ hơn. Thì việc sử dụng tiếng Anh rộng rãi tạo thuận lợi cho các sinh viên đã có vốn tiếng Anh khá có thể theo học các cái khóa học, còn những sinh viên chưa thực sự khá về Anh ngữ có thể dễ dàng nâng cao trình độ của mình. Thì có khoảng 70.000 sinh viên quốc tế từ 100 quốc gia trên thế giới đã tới Malaysia để học tập. Không khí học tập tràn đầy tình bằng hữu nghị, và một cái điểm thu hút nữa cho các sinh viên là các thủ tục xuất nhập cảnh đơn giản tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên có thể nhanh chóng là nhập học. Thì chi phí sinh hoạt hợp lý vào khoảng là 12.000 ringgit, là khoảng là 3.430 đô Mỹ một năm. Sinh viên quốc tế cũng được phép là xem tối đa 20 giờ một tuần trong quá trình học tập tại Malaysia theo quy định của Malaysia. Đây là một đất nước an toàn với tình hình chính trị là ổn định và tỷ lệ tội phạm rất là thấp. Thì thời tiết ổn định và rất là dễ chịu, không có các cái thảm họa tự nhiên hay là biến đổi đột ngột từ khí hậu như là các nước khác. Thiên đường của đây là một cái thiên đường ăn uống với các món ăn đa dạng, từ các món ăn chay cho tới các món ăn halal cũng như là các món ăn nhanh. Thì phương tiện giao thông vận tải phát triển cùng với nhiều điểm du lịch hấp dẫn, thì du học Malaysia một ngôi trường mà các bạn không thể bỏ qua mà Tân Đại Dương muốn giới thiệu với các bạn, đó là Cardiff College. Cardiff College là trường cao đẳng đầu tiên tại Malaysia, được thành lập năm 1983 và được công nhận như là một trong những trường cao đẳng tiên tiến hàng đầu. Thông qua đó, Cardiff mang đến cho sinh viên một cái chất lượng giáo dục tốt nhất trong cả nước. Thì Cardiff có các chương trình với các cái mức độ như chứng chỉ cao đẳng đại học và thạc sĩ, khóa chứng chỉ và cao đẳng được đào tạo bởi trường. Trong cái khóa đại học và thạc sĩ được hợp tác với các chương trình đại học hàng đầu ở Australia và Anh Quốc. Thì Cardiff College có hai cơ sở, đó là Betalingia và Penang. Thì mỗi trường phụ trách 3 mảng chính: khoa học xã hội và nghệ thuật, khách sạn, du lịch và nấu ăn, công trình, khoa học và kỹ thuật. Trường cũng cung cấp các khóa học của các trường đại học ở Anh Quốc, ở Úc, Thụy Sĩ. Thì trường Cardiff College Penang chuyên ngành là du lịch, khách sạn, thiết kế, công nghệ, thông tin. Thì hiện Tân Đại Dương đang là đại diện tuyển sinh chính thức của Cardiff tại Việt Nam. Các bạn hãy liên hệ ngay với các chuyên viên tư vấn qua số